Chiều ngày 28 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát điểm đất bị sụt lún khu vực kênh Đồng Tân thuộc ấp Mỹ Hòa B, xã Mỹ Hòa Đông. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 4, tại khu vực trên đã xảy ra sụt lún đất với chiều dài 34 mét, độ sâu từ 3 đến 4 mét, ăn sâu tới lỗ nhựa và tiếp tục có dấu hiệu ảnh hưởng đến cầu Hy Vọng 3 và tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hòa Đông Kiến An và đường đất bờ ấp Mỹ Tân. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến, cảnh báo tình hình sụt lún rạn nứt, không để người dân lưu thông khu vực này. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, hiện nay do kinh phí hạn hẹp nên công tác gia cố khắc phục sạt lở nối trên gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, địa phương sẽ tranh thủ đề nghị cấp trên và vận động nguồn xã hội hóa để sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất.